Lens 24-70 f2.8. Đây là 3 chiếc lens Canon mà bạn chắc chắn phải có. Đây chiếc lens 16-35 f2.8, 70-200 f2.8. Ok, vậy là ở đây với 3 chiếc lens này thì mình đã có cái giải tiêu cự là từ ultra wide cho đến super tele. Nếu mà các bạn mà có thêm một chiếc ngàm mà ít tiêu cự nữa thì nó sẽ thành 140 đến 400 f2.8 nhé. Chưa kể các bạn có thể dùng nó trên cái body crop nữa thì nó nhân được thêm 1,5 nữa hả? Quá là cháy luôn. Với đặc tính của cái bộ combo này đó là nó có thể mở khẩu toàn giải từ 16 cho đến 200 là f2.8 và chất lượng của nó đó là chiếc lens L của Canon thì đặc biệt rồi, nó là vừa đẹp vừa trong mà lại còn rẻ. Là rẻ là so với những chiếc lens đời mới hay ngàm RF bây giờ nha các bạn nhá. Thì các bạn mới thì hay thường vào kênh của mình hỏi đó là em nên mua cái lens gì, thì mình cũng không biết là cái công việc của các bạn, nhu cầu công việc của bạn thường dùng là cái tiêu cự gì, hay là cái phong cách, cái sở thích chụp ảnh của bạn nó như thế nào, style của bạn nó như thế nào để mà mình có thể tư vấn cho bạn. Ví dụ như ở bản thân mình thì công việc của mình nó khá là đa dạng, chụp sự kiện hay chụp thể thao thì mình sẽ sử dụng là 16-35. Với những cảnh mở rộng, tả không gian hay là mình có thể bám sát được là cổ động viên hô hào để nhìn cho nó cảm xúc, nó tăng mạnh. Ngoài ra thì mình thường sẽ phải sử dụng đó chiếc 70-200 để có thể linh hoạt được, mình tele được, mình bắt nét được những khoảnh khắc đẹp và đặc biệt là mình đặc tả được cái tình huống mà nhân vật chơi thể thao hay là diễn văn nghệ ở trên sân khấu nó xa xa với chỗ của mình. Một ví dụ khác mà mình thường xuyên chỉ có sử dụng chiếc lens 24-70 thôi, đó là khi mà mình đi quay cưới các bạn ạ. Phong cách và cái style của mình hướng đến là mình quay theo kiểu documentary style, tức là không có đặt cái tình huống nhân vật bị over quá. Thì nếu mà mình quay cưới thì mình sẽ chỉ sử dụng cái lens này thôi. 90% là mình sẽ sử dụng chiếc lens 24-70. Thì 24 nó vừa đủ rộng và nó không bị méo quá. 70 thì nó có thể tiến được, bắt được cảnh chung của nhân vật. Hoặc là mình đi cận vào máy thì nó có thêm cái chế độ là macro nữa, thì nó có thể quay nhẫn, chụp nhẫn hay một số cái chi tiết nhỏ khá là tốt. Với mỗi một dự án thì mình sẽ pack cái combo lens mà mình sử dụng nó khác nhau. Với những cái bạn mới thì mình khuyên các bạn là các bạn nên trải nghiệm nhiều cái tiêu cự để các bạn biết từ cái nhu cầu công việc, từ cái phong cách của bản thân, các bạn mới ra quyết định là các bạn sẽ mua những cái lens gì nó phù hợp. Thì không có cái combo nào hoàn hảo hay là phù hợp cho tất cả mọi người, cho tất cả công việc được, mà phụ thuộc hết vào bạn thôi. Chúc mọi người có thật là nhiều ảnh đẹp và clip xịn. Bye!